Ai Cập vừa tổ chức hội nghị quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua ở Sudan. Theo Bộ Ngoại giao nước này, các đại diện của Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Phi, Liên đoàn Ả Rập, Liên minh Châu Âu và một số quốc gia chủ chốt liên quan đến vấn đề Sudan đã tham dự hội nghị. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, ông Badr Abdelati, đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức và lâu dài hoạt động quân sự ở Sudan để cứu người dân và các thể chế nhà nước của Sudan. Bên cạnh đó, Ai Cập tái khẳng định cam kết của Cairo về việc hợp tác với tất cả các bên nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu ở Sudan, nhấn mạnh mọi giải pháp chính trị thực sự đều phải dựa trên tầm nhìn của Khartoum mà không có sự can thiệp từ bên ngoài, cũng như được các tổ chức quốc tế và khu vực tạo điều kiện thuận lợi. Theo Liên Hợp Quốc, kể từ giữa tháng 4 năm 2023, cuộc nội chiến ở Sudan đã khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng và 8,5 triệu người khác phải di tản. Đầu tháng 6, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM của Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 7,3 triệu người ở Sudan đã phải di rời do ảnh hưởng của cuộc xung đột. Cuộc khủng hoảng sẽ ảnh hưởng đến khoảng 25,6 triệu người, với 755.000 người sống trong tình trạng đói kém và 8,5 triệu người phải đối mặt với tình huống khẩn cấp.